VN xin giới thiệu mọi người cái mẫu đèn LED chiếu cây công suất 18W, chiếu trực tiếp vào cây khế cao khoảng tầm 6m nhé, ánh sáng đổi màu, công suất 18W. Nó là sử dụng điện áp là 220V luôn, cắm trực tiếp vào 220. Đèn có rất là nhiều màu sắc này. Hiện tại đèn đang nháy tự động đấy. Cây này cao 6m, ở cái chỗ cái nhánh cây kia là cao khoảng tầm 2m. Đấy. Nhìn mắt thường thì nhìn như vậy thôi, nhìn qua camera nhìn thấy thôi, chứ còn nhìn mắt thường nhìn nó sáng hơn, mình đi xa hơn. Ở trong một cái vườn cây có nhiều đèn, mỗi cây một đèn như thế thì trông rất là đẹp. Cây khế này muốn rực rỡ hơn thì nên dùng cây 36W. 18-24 cũng được, nhưng mà cây khế này nó tán lá nó khá là nhiều, khá là rộng. Với loại cây mà lá thưa hơn thì dùng vẫn chiếu thoải mái. Đây, ánh sáng rồi nháy. Đèn này ngoài 18W thì có các công suất khác như là 6W, 3W, 9W, 12W, 24W, 36W, 48W, 50W và 54W. Ánh sáng của nó là dạng ánh sáng chiếu điểm nhé. Chiếu điểm thì nó không bị tỏa rộng ra bên ngoài. Nó sẽ gom ánh sáng vào cái cây, nhìn nó rất là đẹp. Mẫu đèn này thì là có ánh sáng 7 màu. 7 màu tức là gồm có là đỏ, xanh dương, xanh lá. Ba màu đấy là kết hợp thành thêm 4 màu là xanh lơ, trắng vàng và trung tính. Đây là ánh sáng gọi là đèn RGB, Red, Green, Blue. Ngoài ra thì còn có ánh sáng 1 màu. 1 màu thì có ánh sáng trắng, ánh sáng vàng, ánh sáng trung tính, ánh sáng xanh lơ. Ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh dương, ánh sáng xanh là cây và ánh sáng màu tím. Thì ví dụ như một màu nó có những cái màu cũng tương tự như ở trên này. Ví dụ đây màu đỏ này, màu tím hồng này. Đèn này thì sử dụng chiếu cây là phổ biến nhất. Áp tường thì thường dùng cái đèn COB hoặc là LED tích hợp 3W trên 1 LED, 2W trên 1 LED. Đèn này nó khá là to nếu mà công suất cao. Lắp đặt thì đèn này lắp đặt nó rất là đơn giản nhé, nó có chân đế này, chân đế và mình bắt vít đấy, sẽ hoặc là sử dụng chân kim cắm cỏ. Đây đèn chân kim như thế này đây, mình cắm trực tiếp vào nền đất bãi cỏ. Cái đèn này rất là tiện này, đèn cần chân kim rất là tiện. Vì nó có thể cắm được trực tiếp vào đất cỏ bất kỳ nào, nhưng mà nó không an toàn. An toàn ở đây là ví dụ bị mất cắp rồi, cắm công cộng thì không nên dùng. Điện áp của đèn thì có 12 hoặc 24 hoặc 220V. Thì cái này đang là sử dụng điện áp là 220V. Chất liệu của đèn là hợp kim nhôm sơn tĩnh điện và có tiêu chuẩn IP66, dùng cho ngoài trời, chống mưa, chống nước, chống bụi. Đấy. Khi sử dụng đèn này thì mình khuyến dùng là sử dụng cái bộ loại 12-24V, nó sẽ an toàn hơn. Thì ai có nhu cầu cần tư vấn hay cần mua hàng thì vui lòng liên hệ với Đèn Hàng Gia qua số điện thoại là 0393392666 hoặc truy cập trực tiếp vào website Đèn Hàng Gia để đặt hàng, hoặc có thể nhắn qua Zalo hoặc là xem thông tin ở trên phần mô tả. Ừ. Bên Đèn Hàng Gia ship hoàn toàn quốc nhé, rất là nhiều loại đèn khác nhau.